LCK, một trong những giải đấu được chú ý nhất trên toàn thế giới, sẽ khởi tranh vào ngày 15 tháng 6. Mới đây thôi, danh sách đội hình chính thức của bộ đội tuyển đã được công bố. Có vẻ như sau một mùa xuân với quá nhiều bom tấn rầm rộ, thị trường chuyển nhượng mùa hè lại tương đối ảm đạm, không có nhiều những ba hợp đồng đáng chú ý được kích hoạt. Dragon X là một trong những đội tuyển có sự tiến bộ lớn nhất trong năm qua. Từ một đội tuyển xếp hạng 10 tại LCK mùa hè 2021, đã có những bước tiến ngoạn mục để chen chân vào top 4 LCK mùa xuân 2022. Với sự tiến bộ thần tốc như vậy, không quá khó hiểu khi bước vào mùa giải mới, Dragon X sẽ tiếp tục giữ nguyên bộ khung cũ với điểm tựa là bộ đồ đường dưới cực mạnh Death Barrel. Tuy nhiên, tại mùa hè này, thuyền trưởng dẫn dắt con tàu sẽ là huấn luyện viên mới Esson. Liệu sự thay đổi này sẽ là chìa khóa dẫn tới thành công, hay lại một lần nữa tiếp tục là gông xiềng kìm hãm sức mạnh của bầy rồng? Tất cả sẽ có câu trả lời vào LCK mùa hè. Fredrik Bryan. Đội hình Challenger của Fredrik Bryan tại mùa hè này đặc biệt được cộng đồng Liên minh Việt Nam chú ý như một sự thay đổi, đó là sự góp mặt của Tờ Long, tuyển thủ trẻ từ Việt Nam. Trong khi đó, đội hình chính của Pro vẫn giữ nguyên các vị trí, đặc biệt khu vực đường trên vẫn là sự trấn giữ của hai ngài Saul và ngài Morgan Thần Thánh. Người hâm mộ đang mỏi mắt ngóng chờ xem liệu Fredrik Bryan với quyền năng của hai ngài ở đường trên sẽ trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng đối với các ông lớn, hay là biến thành kho điểm của LCK. Hanwha Life. Mất đi nhiều trụ cột, đồng thời thất bại trong việc chiêu mộ những ngôi sao lớn, HLE cùng một đội hình không quá nhiều tên tuổi, không nhận được sự chú ý từ giới chuyên môn, đồng thời cũng được dự đoán sẽ không quá nổi bật trên đường đua LCK sắp tới, và thành tích năm 2021 có lẽ sẽ còn lâu mới có thể tái hiện. Quantum Freaks. Được xem như đội hình với rất nhiều cái tên kỳ cựu đã khẳng định được tên tuổi từ lâu tại LCK, Quantum Freaks vẫn đang được đánh giá là một trong những ứng viên vô cùng tiềm năng cho một chiếc vé tham dự playoff vào mùa hè, nhất là khi họ có cú nước rút cực tốt trong giai đoạn lượt về mùa xuân. Với điểm tựa không ai khác ngoài sở hữu Teddy và Duren Kim, Quantum Freaks đang được kỳ vọng sẽ trở thành ẩn số thú vị của mùa hè, đặc biệt kèo đấu giữa xạ thủ một thời của Quỷ Đỏ Teddy và Kumayushi chắc chắn sẽ vô cùng thú vị và hấp dẫn. KT Roster. LCK mùa xuân là một giải đấu khá thất vọng với ông lớn KT, dù họ đã có sự đầu tư ở đầu mùa. Các cá nhân được họ mang về có chính mình màn trình diễn ở mức tròn vai, đặc biệt là Rascal đường trên, khi anh có những màn solo kill vô cùng mãn nhãn. Tuy nhiên, khi bước vào các giao tranh lớn, sự liên kết giữa các thành viên của KT đã thực sự đáng quan ngại. Tại mùa xuân, họ thậm chí còn chẳng có suất đánh playoff. Đây thực sự là một bước lùi đối với một trong những đội tuyển giàu truyền thống nhất khu vực. Dẫu vậy, mùa hè sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác. KT Roster vẫn quyết định tin tưởng sử dụng đội hình hiện tại, và có lẽ sau một mùa thi đấu cùng nhau, sự ăn ý giữa các thành viên đã được kết nối hơn. Nếu như kết hợp tốt những cá nhân, KT Roster sẽ là một tập thể đáng gờm, nhất là khi mà họ bị chính đối thủ truyền kiếp T1 ngày càng bó xa về trình độ. Bộ khung của KT hiện tại gánh trên vai trách nhiệm sẽ mang họ trở lại với vinh quang trong quá khứ. Live Sandbox. Sau khi chia tay các công thần như Summit, Onflick cùng những tuyển thủ đã có nhiều đóng góp cho mùa giải vừa qua như Fate, Prince, Effort, Live Sandbox vẫn kịp thời mang về những ba hợp đồng chất lượng như Dove hay Closer. Tuy nhiên, bộ đội đường dưới Envy, Khan sẽ là dấu hỏi lớn trong đội hình của Live Sandbox. Nongshim Raffles. Nongshim đã tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng và đã thay thế toàn bộ đội hình ở mùa giải 2021. Tuy nhiên, họ lại thua về kết quả thất vọng tại LCK mùa xuân 2022. Nếu như các trụ cột của Nongshim có thể kết hợp tốt với nhau, họ sẽ là một đối thủ không thể xem thường tại giải mùa hè. Đường trên Kana vốn đã quá nổi tiếng với người hâm mộ, trong khi đó xạ thủ Ghost, nếu thi đấu đúng phong độ, vẫn sẽ là một trong những xạ thủ đáng xem nhất tại LCK. Trấn giữ đường giữa sẽ là BDD, một tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm và đã quá quen mặt với các sân chơi lớn. Với các cá nhân tên tuổi như vậy tại cả ba đường, không có gì khó hiểu khi Nongshim được đánh giá khá cao. Điểm yếu lớn nhất của họ đó là sự liên kết giữa cả ba tuyến, và áp lực này đang được đè nặng lên vai của người đi rừng Dread. Demon Kia. DK là đội kích nổ bom tấn lớn nhất tại mùa hè này, khi họ chính thức mang trở lại người đi đường trên đã từng cùng họ nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới Nuguri. Sau 4 tháng vắng bóng tại các sân chơi, mới đây người chơi đường trên Jean Hawon Nuguri được thông báo rằng sẽ quay trở lại LCK dưới màu áo đội tuyển DK. Đây sẽ là một sự bổ sung không thể nào tuyệt vời hơn, khi mà trong mùa xuân Berto được xem là mắt xích yếu nhất trong tập thể DK và thường xuyên mắc những sai lầm. Trong khi đó, Hoya sẽ rời đi và chuyển sang chơi tại LPL. Tuy nhiên, cho dù có sự góp mặt của Nuguri, DK cũng cần phải cải thiện rất nhiều
đặc biệt khi họ muốn cạnh tranh chức vô địch cùng Gen.G và T1. Bởi lẽ ai cũng biết rằng Showmaker, đầu tàu của DK, đang chưa có được sự ổn định cần thiết. Tất cả gánh nặng của DK đều đặt lên vai người đi đường Canyon. Nhưng sức người có hạn, chúng ta đã chứng kiến DK thất bại tức tưởi trước Gen.G như thế nào trong playoff mùa xuân, dù cho Canyon đã quá xuất sắc. Thêm một vấn đề nữa, đó là phong độ của Nuguri đang là dấu hỏi lớn. Từ khi xuất ngoại thi đấu trong mùa áo FPX, Nuguri đã xuống phong độ thấy rõ, nhất là trong màn gãy cánh của Phượng Hoàng Lửa tại Chung kết Thế giới 2021. Giờ đây, anh còn có khoảng nghỉ dài hơn 4 tháng. Tất cả hãy cùng chờ xem liệu bản hợp đồng này sẽ mang DK trở lại với đỉnh cao sức mạnh năm 2020 hay sẽ tiếp tục là một bước trượt dài của họ. Gen.G. Vào mùa xuân, Gen.G đã khiến tất cả ngỡ ngàng với hàng loạt bom tấn được kích nổ, biến họ trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch với một địa hình được xem là Dream Team khu vực LCK. Thế nhưng, như một số bộ phận đã dự đoán, Vincent Jovi gánh tất cả một lần nữa diễn ra. Sự kết nối gần như không tồn tại trong đội hình Gen.G. Họ chỉ chiến thắng nhờ vào kỹ năng áp đảo của các cá nhân hoặc là một mình Jovi làm hết. Thực trạng này gần như là của chung LCK chứ không riêng gì Gen.G, khi mà các tuyển thủ đang quá chú trọng vào kỹ năng mà quên mất chiến thuật và phối hợp. Việc thất bại trong ván trước T1 là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho ban huấn luyện Gen.G. Họ đang sở hữu trong tay những cá nhân xuất sắc bậc nhất LCK, nhưng nếu không gắn kết như một tập thể thì mọi thứ cũng chỉ như giả tràng xe cát. Hiểu rõ điều này, trong khi T1 bận chinh chiến tại MSI, Gen.G đã tập trung đội hình sớm để tập luyện cho LCK mùa hè. Thời gian và luyện tập có lẽ là phương án tốt nhất để họ có thể khắc phục được điểm yếu cố hữu đó. Và nếu Jovi cùng đồng đội cải thiện được khả năng phối hợp, họ chính là đối trọng lớn nhất của T1 trong đường đua đến ngôi vô địch. T1 trở về sau kỳ MSI có thể nói là chấp nhận được, dù không thể giành chức vô địch trên sân nhà. Thế nhưng những kinh nghiệm học được từ việc chạm trán những đối thủ sừng sỏ nhất thế giới là một bước trưởng thành vượt bậc với những cá nhân còn rất trẻ của nhà vô địch LCK. Tuy nhiên điều này cũng là yếu tố hạn chế về mặt thời gian tập trung và bào mòn sức lực các thành viên, trong khi Gen.G hay DK đã có những sự chuẩn bị cực tốt. Thế nhưng, bất chấp những điều đó, T1 không nghi ngờ gì vẫn sẽ là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch nhờ sức mạnh vượt trội mà họ đã thể hiện qua chuỗi thành tích bất bại tại giải mùa xuân. Đặc biệt khi giờ đây, họ còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Những RNG, G2, EG đã chứng minh T1 hoàn toàn không hề bất khả chiến bại. Honor, Faker vẫn chưa thể phối hợp ăn ý với nhau như cách mà Benji trở thành phép hỗ trợ thứ ba cho Quỷ Vương. Cứ bao UC vẫn còn chưa lấy lại được phong độ và bể tướng của anh chịu rất nhiều hạn chế trong thời điểm hiện tại. Tận dụng, khai thác triệt để những điểm yếu trên, có lẽ các đối thủ sẽ khiến T1 gặp rất nhiều chông gai nếu muốn chạm tay vào ngôi vương Hàn Quốc một lần nữa. LCK mùa hè đang chuẩn bị khởi tranh, không chỉ đơn thuần lại là một giải đấu mà còn là nơi các đội tuyển chạy đua cho chiếc vé đến chung kết thế giới. Chính vì vậy mà mỗi năm LCK hè sẽ khắc nghiệt hơn hẳn mùa xuân. Thậm chí những ông lớn DK, Gen.G, T1 cũng không dám nói trước bất cứ điều gì. Những KT và HLE hoàn toàn có thể tái hiện lại những thành tích khi xưa, trong khi Nongshim, Quantum Freeze, Dragon X, Pro, Leap Sandbox chẳng biết khi nào lại nổi lên, biến thành những chú ngựa ô hay đội tuyển một mùa gây ra bao sóng gió cho các ông lớn. Chính những điều này đã tạo nên sức hấp dẫn và đa dạng bao năm cho LCK. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu T1 sẽ tiếp tục giành ngôi vị cao nhất hay những kẻ thách thức sẽ đánh gục nhà vua. Tất cả sẽ bắt đầu vào 15 tháng 6.